Fuit. Fuit màu đen xám ha. Đem viền cam à. Cái viền cam này là đời 2011 đó nè. Mâm đẹp quá ha. Bạc sơn đẹp. Gấp bạc sơn anh em dần. Liền băng. Áo sống thẳng băng luôn. Chạy cũng không đáng kể gì đâu. Xe cũ mà. Thì tem hơi hơi về ba chỗ thôi nè. Xe này đầu bò đẹp. Đầu bò trắng tư. Phục có xử lý rồi nha anh em. Phục nó hay nổ lắm. Bạc lóc đẹp quá. Xe là cái dặn chân đẹp. Chỉ có sơn là mỗi cái phục đó chống dựng rồi nên giờ để gì hết. Cốt rồi đạp trắng tươi nè. Ốc nồi ốc miếng không có dấu chiếc gì hết. Dắt là đẹp. Máy phê nè mày. Đẹp quá ha. Máy phê. Cọc tán. Còn rất là tươi. Cũng xăng hơi chạy chỉ ha. Dây yên lập đây rồi. Tổng thể như thế này là đi là quá quá tuyệt vời anh em ha. Đẹp đó. Con này giao lưu với anh em 42 năm ha. 42 năm hết bao hồ sơ cho anh em luôn. Đó. Hồ sơ nếu mà có sẵn thì em gửi theo xe. Còn không thì anh em đợi ha. Đợi khi nào rút xong rồi em chuyển gửi mình luôn. Nhà mình có xe đó, thiếu gì cứ đi ra xe nhà thôi. Rồi khi nào giấy tờ hồ sơ xong rồi mình về bấm biển rồi mình đi. Còn mà phải về đi vòng vòng cà phê cà pháo trước. Máy nè. Để em quay qua ra ngoài em nhạc cho anh em nghe nha. Để quay vô nhà nó bị khói nó ngọt lắm. Chỉnh máy không miên khói luôn vậy nè. Chỉnh xe này. Đẹp. Cơ bản đẹp, nhìn của máy nè. Lụm thôi. 42 năm. Bullet bây giờ cũng 36 hoặc 38 rồi ha, tùy chỗ thì bản. Thêm ít đỉnh đi con Fuit. Rất hầm hố luôn, hình dáng như một siêu nhân. Siêu nhân nha. Hầm hố nè. Hóc cạnh khía. Quá đẹp. Không có đợi chờ anh em ơi.